khi 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 bạn bị cảm cúm rồi hoặc là khi cho ra bát xong bạn nếm này, thế thì người ăn người ta không bị dê dâm. Mà nếu bạn mối dương với cảm thì bạn mà làm bạn mà nếm trực tiếp cũng thiếu hết luôn, bị cú ngay. Ừ, nếm bất cứ thứ gì để cho con ăn, cái thứ chúng ta cái từ mồi chúng ta muốn cho bát nếm trực tiếp, không nếm như này nhá. Rồi, để chứng chứng em cắt đi. Đây mặn đúng không? Rồi, không nấu cho. Chúng ta cứ làm bóng, chúng ta để trong tủ lạnh đúng không? Xong khi nào ăn. À, trứng có khi thì để sẽ xếp vừa rồi, em xếp đi, xếp 4 đi, 4 đi. Bình thường là 6 quả trứng cút nhá, thì đẹp nhất. Xem cô xem. Rồi. Rồi em lấy bóng ra đây đi. Đây. Giờ đây là bóng của mình hoàn thành nhá. Lấy một con cho bạn một con dao to đấy. Này. Thì đẹp không? Ừ, đẹp quá. Các bạn có thể cắt lát mỏng hoặc các bạn chia đôi ra như thế nào được này. Chia đôi không có lạc sườn đúng không? Đấy, thấy chưa? Đây. Sau chúng ta khi nào khách ăn chúng ta cắt làm 6 miếng này. Của bác có dùng 6 miếng này. Ta xếp lên này. Đây là chưa nguội nha, nếu mà nguội thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, xếp đi. Chụp ra đi các bạn. Không để tủ lạnh đúng không ạ? Ờ, để mạng cái này chúng ta học tính để thật nguội trong cho ngăn mát, bao giờ khách ăn thì em đừng cắt mỏng quá. Mỏng. 1 cm. Rồi. Rồi em xếp lên đi. Từ từ. Không, xếp quay lại với nhau, quay mặt lại với nhau. Quay lưng lại với nhau, đây, em phải xếp. Quay lưng lại với nhau đẹp hơn. Rồi. Ừ, không sao, một cái bị lộn được rồi. Rồi, tiếp, em xếp hai cái này nữa. Em xếp 4 hoặc 6 cũng được. Cứ 4 đi. Ừ, 4 cho đẹp. Rồi bây giờ mình rộn nước lên thôi. Tận nước đâu. Tôm cũng có nhưng mình phải lấy để ống dưới chứ không để lên này, nó cho một đúng tôm vào đây này. Tôm nó hỏng cái màu của mình đi, đúng không? Được chưa? Đây là cho bác này cho 4 người. Ừ. Rồi bây giờ tôm này, đấy cứ mua thủng luôn. Tôm đây. Các bạn lấy tôm này. Cho một chú này, những cái nụ nhá nha. Rồi, sau rồi cho mới sẽ cho mùi lên. Đấy. Rồi, bê vào đây, bê vào đây. Còn những cái này thì thái bình thường ra để cảm quan đi. Thái thái hết cho đi. Cho tôm 100 độ cũng được hoặc là cho bình thường cũng được.